Ok, chào mọi người. Thì clip này mình sẽ lên cho mọi người một lô mồi nhít nha mọi người. Đây là những con mồi nhít, và đặc biệt là những con này là mồi nhít bãi nha mọi người. Nhít bãi quê. Bên đây có dạy bịch lửng nè, đó. Clip này thì mình lấy lô nên thanh lý. Rồi, để vô cụ thể từng con cho mình xem nhé. Đây, con thứ nhất. Thì con thứ nhất thì nó để là 28 gram nè, đó. 28 gram. Đây. Đó. Rất là đẹp nhé. Rồi, giá con thứ nhất giá 50k nhé, 50k cộng ship giúp mình nha mọi người. 50k cộng ship con thứ nhất. Tiếp theo con số 2. Con số 2 vẫn là một con vít biển, và con này cái tên của nó đây. Đó. Tên là gì? Con này 30 gram nha mọi người. Con này ăn 30 gram. Rồi, giá vẫn vậy, giá vẫn là 50k nha mọi người. Con số 2 50k. Tiếp theo con số 3. Con số 3 là con trainer gì nè mọi người. Đó. Con này vẫn là một con vịt biển nhé. Cái này xuất sắc rồi, hàng qua sử dụng. Rồi, giá vẫn là 50k em người, con số 3. Tiếp theo con số 4. Con số 4 là một con TG60. Con này 60 gram nha mọi người. 60 gram. Hàng vẫn là hàng qua sử dụng nhưng mà còn cũng rất ok. Rồi, giá cũng là 4, giá 50k nha mọi người, 50k con số 4. Tiếp theo con số 5. Con số 5 thì 45. Đây con số 5. Thì vẫn là con TG nè. Đó. Con này 60 gram. Phản quang rất là đẹp. Hàng qua sử dụng. Rồi, giá con số 6 nhất là 50k nhé, nặng là 60 g. Tiếp theo con số 5. 60 50k, con số 6, con số 7, số 8, số 9 và số 10. Đó. 5 con nha mọi người. 5 con này thì nó vẫn nặng là 60 80 g nha mọi người. Đó, cái này nặng là 80 g. 6 7 8 9 10. Đó. Đây. 5 con này cân nặng như nhau mọi người, nó khác màu thôi. Đó, 6 7 8 9 10. Và phản quang của nó cũng rất là tốt nè. Đây cũng vậy. Cái này thì chốc đây. Đây. Đó. Đây. Đó. Giá vẫn vậy nha mọi người, giá 50k luôn nhé. Cái này nặng 80 gram. Từ số 6 đến số 10. Tiếp theo 11. 11 là một con vít biển. Đó. Con này xe xác nhiều. Đó. Con này nó nặng là 40 gram. Giá vẫn là 50k nhé. Mã 11. Tiếp theo mã 12. 12 thì con này nó vẫn nặng là 40 gram. Đó, nặng 40 gram. Phản quang đây. Ok. Đó, xây xác. Rồi, giá vẫn là 50k nha mọi người. Mã 12. Tiếp 13. 13 cũng là một con vịt biển. Phản quang ok. Con này nặng là 60 gram nha mọi người, nặng là 60 gram. Mã 13 50k. Tiếp theo mã 14. 14 thì con này nó nặng là 40 gram nha mọi người. 14 nặng 40 gram, giá vẫn là 50k luôn. Đó. Phản quang vẫn ok nhé. Tiếp theo mã 15. 15 vẫn là một con vịt biển, và con này nó phản quang cũng rất là tốt nè. Rồi, giá công khai mã 15, giá 50k, và con này nặng là 75 gram nha ngay, nặng 75 gram, mã 15. Tiếp theo mã 16. Mã 16 thì nó sẽ nặng là 60 gram. Đó, nặng 60 gram, phản quang tốt. Hàng nó qua sử dụng nha mọi người. Và giá công khai mã 16, giá 50k. Tiếp 17. 17 vẫn là một con vít biển. Đây, nó con này phản quang cũng rất ok nè. Đó. Rồi, giá công khai có 17 thì nó sẽ nặng là 60 gram. Giá công khai là 50k. Tiếp theo 18. 18 thì nó xây xác rồi, nhưng mà phản quang nó tốt nè, nó mắc con mắt rồi nè mọi người. Đó.
Phản quang nó cũng ok. Thì con này nặng là 50g, giá công khai 50k. Mã 18. Tiếp theo mã 19. Mã 19 thì con này nó sẽ nặng là 70g nha mọi người, nặng 70g, giá cũng là 50k, phản quang cũng tốt. Phản quang cũng còn rất ok ha. Rồi, giá 19 50k, nặng 70g. Tiếp theo mã 20. 20 thì con này sẽ nặng là 80g nha mọi người, nặng 80g. Hình như là cái này nó dạ quang nha mọi người. Đó. Nặng là 80g và có dạ quang. Rồi, giá công khai mã số 20, giá là 60k nha mọi người, 60k cho mã số 20, nặng 80g. Tiếp theo mã 21. 21 là một con mồi dích phản quang cực kỳ tốt. Con này là con này thì nó còn trong hộp luôn. Loại này chưa qua sử dụng. Đó, rất là đẹp. Thì tên của nó đây, và con này nặng là 100g nha mọi người, nặng 100g. Giá công khai mã số 21, giá 70k nha mọi người, 70k, nặng 100g. Tiếp theo mã 22. 22 vẫn một con mồi dích biển. Thì con này nặng là 75g nhé, nặng 75g. Phản quang của nó đây, con mắt này rất là đẹp. Đây. Rồi, giá công khai con 22, giá 60k. Tiếp theo mã số 23. 23 là một con dích của đeo nè, đó, một con đeo. Và con này là nó nặng là 80g nha mọi người, nặng là 80g. Số 6, số 8 ta 80g nha mọi người, nặng là 80g. Con mực. Một con dích là mắt rất là ok nè, đó. Hãng của đeo nội địa Nhật. Phản quang ok. Rồi, giá công khai mã số 23, giá 70k. Tiếp theo mã số 24. 24 là một con dích biển. Đó. Và con này nặng là 60g. Giá công khai mã số 24, giá cũng là 50k. Cũng đẹp nha mọi người. Đó, con này cũng đẹp. Tiếp theo lên đây. Đó. Mã số 25. 25 vẫn là một con dích. Đó. Con này nặng là 70g. Giá cũng là 50k nha. 70g, giá vẫn là 50k. Cái này ok, đẹp. Tiếp theo mã số 26. 26 là một con dích. Con này nặng là 85g, giá là 50k luôn nha mọi người. Nặng 85g, giá 50k. Thì con dích này thì nó bị mất con mắt này. Đó, bị mất con mắt đây nha mọi người. Đó. Thằng lại ok hết. Đây. Rồi, giá 50k nha mọi người, mã số 26. Tiếp theo mã số 27. 27 là một con dích nặng 80g, phản quang tốt. Đây. Đẹp phải không? Rồi, giá ông khai con 27, giá 60k. Tiếp theo con 28. 28 là một con dích biển. Đó. Tên của nó nè mọi người, tin khét nè mọi người. Đó. Thì con này nặng 60g và giá công khai là 60k. Tiếp theo mã số 29. 29 lên tiếp người là một con dích biển và con này nặng là 70g nha mọi người, nặng 70g. Giá cũng là 50k nhé. Phản quang ok. Tiếp theo là một con dích biển tiếp. Con này thì nó nặng chỉ có 40g thôi nha mọi người, nặng 40g. Và tên của nó đây. Ginger gì nè mọi người. Đó. Và con này giá công khai là 60k nha mọi người. Mã số 30, nặng 40g, giá 60k. Mã số 31. 31 vẫn vậy. Nặng là 40g, giá 60k. Phản quang tốt và cái tên của nó đây. Đó. 60k nha mọi người, mã 31. Tiếp theo 32. 32 một con biển. Đó. Phản quang ok, có xây sát. Rồi, giá công khai mã số 32, giá là 50k và con này nặng sẽ là 60g nha mọi người. Tiếp theo mã số
33 là một con dích điển, con này phản quang tốt nhất. Cực kỳ tốt. Và con này nó nặng là 60 g và giá vẫn là 50k. Mã số 33. Tiếp 34. 34 là một con dích điển, thì con này có dạ quang. Đó. Dạ quang bữa tối nhớ rồi, phản quang bữa tối. Thì con này nặng là 60 g, 80 g nha người, nặng 80 g. Rồi giá công khai mã số 34, giá là 60k nhé, 60k mã 34. Tiếp theo mã 35. 35 là một con dích biển. Thì con này nặng là 55 g. Nặng 55 g. Rồi giá công khai mã 35, giá 50k nhé. Tiếp theo mã 36. Thì 36 là một con dích biển. Thì con này nặng là 60 g, 80 g nha mọi người, nặng 80 g. Phản quang nó thì ok nè mọi người. Đó. Đấy. Đó. Thì giá công khai mã số 36, giá 80k nha mọi người, 80k mã 36. Đó. Mã 36 giá là 60k nhé, 60k nặng 80 g. Tiếp theo 37. 37 là một con dích biển. Và này phản quang ok. Thì con này nặng là 80 g, giá cũng là 50k, 37. Tiếp theo 38. 38 thì là một con dích biển. Thì con này nó nặng là 100 g thôi, nặng 100 g. Và giá công khai cũng vậy, 50k, mã 38. Tiếp theo mã 39. 39 lên trong người người là một con dích biển của hãng Kencat nè mọi người. Đó. Và con dích này nó có hai cái quay nha. Đó. Tạo bắc sình nha. Thì con này nặng là 40 g. Giá mã 39, giá là 60k nha mọi người, 60k mã 39. Nặng 40 g. Tiếp theo mã 40. 40 thì lên trong người là một con dích biển. Đây. Ở đây. Và con này nặng là 6, nặng là 80 g nha mọi người. Con này nặng là 80 g. Và giá công khai là 60k nha mọi người, 60k. Mã 40 thì con này có xe xác nhé. Đa phần những con bãi này nè, nó về chung với nhau đó. Nó nằm chung nhau nên cọ xác nó có chạy chỗ nha mọi người. Đó thì mình sẽ nói trước như vậy. Tiếp theo mã 41. 41 là một con dích biển, thì con này nặng là 80 g, giá là 60k. 80 g, giá 60k, rất là đẹp ha. Tiếp theo mã 42. Thì 42 là cho người là một con dích biển luôn. Đó, con này hình thoi nhá. Dẹp. Phản quang tốt nè, đó. Đây, con này nặng là 80 g nha mọi người, nặng 80 g, giá công khai 60k mã 42. Tiếp theo 43. 43 thì một con dích biển dẹp thế này. Phản quang cũng ok. Và con này thì nó sẽ nặng là 75 g, giá 50k mã 43. Tiếp theo 44. 44 vẫn vậy em ơi, nặng là 75k, nặng là 75 g, giá vẫn là 50k. Đó. 44. Tiếp theo con 45. 45 thì con này sẽ nặng là 50 g. Đó, nặng 50 g. Đó, nặng là 110 g nha mọi người. Nặng 110 g. Đó. Giá là 65k nha mọi người, mã 45. Tiếp theo mã 46. 46 sẽ là một con nặng là 165 g. Và giá sẽ là 100k. Đó, nặng 165 g, giá 100k. Quang cũng rất là tốt nhé. Tiếp theo mã 47. 47 là một con nặng là 80 g mọi người, nặng 80 g. Giá cũng là một giá 50k nha mọi người, giá 50k. Đây, nặng là 80 g, giá 50k. Đây. Đó.
47. Mã cuối cùng, mã 48. 48 là một con nặng là 60 g và giá là 50k nha mọi người. 48 nặng 60 g, giá 50k. Đó. Bản quan cũng ok. Đó. Êm. Tiếp theo trên đây là con thề. Con thề này nó sẽ để là một OZ nè mọi người. Con thề này nặng 7 gram nhé. Chưa qua sử dụng. Rồi, giá công khai. Mã 49. Giá 80k. Tiếp theo là một bịch lữ của hàng Kakutai nè. Bịch này thì lữ này lữ ba tiêu, lữ này cho anh em câu dứt biển nhé. Cái này 1 2 3 4 5 6 6 cái, giá là 70k nha mọi người. À, 6 cái giá 70k, hàng chưa qua sử dụng. Mã 50. 51. 51 vẫn vậy. Đó, giá 70k nhé. Cái này thì có 1 2 3 4 5 6 cái luôn nhé. Hàng chưa qua sử dụng. Lữ của Nhật về. Tiếp theo mã 52. 52 thì lưỡng này vẫn là gọi cho anh em câu dít thôi. Đó. Ủa, lưỡng này sao có ngạnh ta? Cậu cá nhồng à. Lưỡng này không ngạnh nha mọi người. Nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái. Vậy chưa qua sử dụng. Câu cá nhồng, câu cá hô. Đó. Giá là 70k luôn mọi người. Mã 52. Rồi, đó tổng cộng những mã lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng mã nào chốt, đây là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.